Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Fabrizio Romano xác nhận MU theo đuổi 4 sao trung vệ. Ole Gunnar Solskjaer cập nhật tình trạng chấn thương của Martial. Muốn ở lại MU, Van de Beek phải thay đổi tư duy chơi bóng. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Fabrizio Romano xác nhận MU theo đuổi 4 sao trung vệ. Theo chuyên gia chuyển nhượng rất uy tín Fabrizio Romano, thì Quỷ Đỏ đang để mắt đến 4 cái tên. Mục tiêu được họ đánh giá cao nhất là Jules Koundé, 22 tuổi, người đã có một mùa bóng xuất sắc ở trung tâm hàng thủ của Sevilla. Man United đang theo dõi chặt chẽ màn trình diễn của Koundé trong phần lớn mùa giải và tin tưởng cầu thủ trẻ người Pháp sẽ là sự bổ sung hoàn hảo. Tuy nhiên, Romano tuyên bố mức giá 80 triệu euro mà Sevilla đòi hỏi đang làm phức tạp một thỏa thuận khả thi. Quỷ Đỏ do đó đã buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế khác. Và ngôi sao của Lille, Steven Botman, 21 tuổi, là mục tiêu tiềm năng của họ. Botman được liên kết nhiều với cả Liverpool và Tottenham trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng và được coi là một trong những trung vệ trẻ xuất sắc nhất tại League One. Nhưng Man United vẫn dừng lại ở sự quan tâm đối với Botman. Đội chủ sân Anfield vẫn chưa đưa ra lời đề nghị hay có cuộc đàm phán cụ thể nào cho tuyển thủ U21 Hà Lan. Trung vệ của Real Madrid và đội tuyển Pháp, Raphaël Varane tiếp tục được liên kết với Quỷ Đỏ và Pau Torres của Villarreal cũng được xem là mục tiêu của họ. MU dùng thỏa thuận kỷ lục giữ Pogba. Paul Pogba chỉ còn 14 tháng trong hợp đồng và đây là thời điểm MU cũng như đại diện của anh coi là then chốt để xác định tương lai. Trong bối cảnh ngôi sao 28 tuổi chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng, ban lãnh đạo MU cho rằng họ sẽ không thể thu về nguồn kinh phí quá lớn nếu chấp nhận để anh rời đi vào kỳ chuyển nhượng sắp tới. Bên cạnh đó, thượng tầng MU cũng đã lắng nghe nguyện vọng của huấn luyện viên Solskjaer về trường hợp của Pogba. Bởi vậy, họ quyết định sẽ đề nghị một bản hợp đồng mới với kỷ lục hòng giữ ngôi sao người Pháp ở lại Old Trafford. Rò rỉ áo đấu mùa tới của MU. Footy Headline, chuyên gia thường xuyên hé lộ hình ảnh áo đấu mới của các đội bóng, vừa mới công bố áo đấu sân khách, sân nhà và áo đấu thứ 3 mùa giải 2021-22 của MU. Điểm khác biệt trong 3 năm mẫu áo đấu này so với các mùa trước đó là logo của nhà tài trợ mới TeamViewer. Hồi đầu tháng 3, MU công bố đã ký thỏa thuận trị giá 234 triệu bảng kéo dài trong 5 năm với TeamViewer. Chấm dứt 7 năm gắn bó với thương hiệu Chevrolet. Về mặt thiết kế, áo đấu sân nhà của MU có màu đỏ chủ đạo, điểm nhấn là những sọc trắng ở cầu vai và ống tay. Áo đấu sân khách là mẫu gây tranh cãi nhất, nó được cho là mẫu áo gợi về quá khứ bởi tương đồng với áo đấu của MU mùa 1991-93. Áo có họa tiết màu xanh, trắng xen kẽ theo phong cách cổ điển, được tô điểm bằng logo màu đỏ. Áo đấu thứ 3 có màu xanh nước biển, ở vai áo là 3 sọc màu vàng, biểu tượng của nhà tài trợ Adidas. Lingard hay hơn Fernandes, MU gạ West Ham đổi máy quét 80 triệu bảng. Với màn trình diễn không thể thuyết phục hơn kể từ khi gia nhập West Ham dưới dạng cho mượn, tiền vệ Jesse Lingard được coi là một trong những cái tên đáng xem nhất ngoại hạng Anh lúc này. Tính từ thời điểm ra mắt West Ham vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, sau khi chuyển đến vào ngày cuối tháng 1 năm 2021, chỉ có Harry Kane của Tottenham là cầu thủ có đóng góp trực tiếp vào bàn thắng tương đương với Lingard. Lingard đã ghi 6 bàn và sở hữu 3 đường kiến tạo trong 8 lần ra sân ở ngoại hạng Anh. Có nghĩa, anh đã tham gia trực tiếp vào 9 bàn thắng của West Ham. Con số đó thậm chí còn nhiều hơn nhạc trường tại MU lúc này là tiền vệ Bruno Fernandes với 6 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng. Đó cũng là lý do giúp West Ham bay cao trên bảng xếp hạng với việc đã chen chân vào top 4. Tất nhiên, cơ hội để đội bóng thành London giành vé dự Champions League mùa sau vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng trước đóng góp quá lớn của Lingard, West Ham đã đưa tín hiệu đầu tiên về tương lai của tiền vệ này. Cụ thể, theo Sky Sports, West Ham sẵn sàng làm mọi cách để sở hữu Lingard theo một hợp đồng mua đứt từ MU. Một nguồn tin từ ban lãnh đạo đội bóng này đã tuyên bố: "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ký hợp đồng với Jesse Lingard. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc khi khoác áo đội bóng và chúng tôi muốn sở hữu cầu thủ này." Đây được coi là động thái khiến MU khó xử bởi bản thân huấn luyện viên Solskjaer từng mong muốn tái hợp cậu học trò người Anh khi mùa giải năm nay khép lại. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ vẫn sẽ có những kế hoạch riêng cho thương vụ này, đặc biệt là khi họ vẫn luôn thèm khát chữ ký của đội trưởng West Ham, Declan Rice. Cầu thủ có thể chơi tốt cả tiền vệ trụ lẫn trung vệ đang trở thành cái tên được nhiều đội bóng lớn quan tâm, trong đó có cả Chelsea. Cuối năm 2020, truyền thông loan tin West Ham chỉ chấp nhận bán Rice nếu bất kỳ đối tác nào chịu trong đủ 80 triệu bảng. Một hợp đồng trao đổi có thể là những gì MU đang nghĩ tới trong trường hợp Lingard không còn quá mặn mà với việc trở lại Old Trafford.
không chỉ bổ sung sức mạnh đáng kể cho hàng tiền vệ với sự góp mặt của Ray, mà những ngôi sao khác như Bruno Fernandes hay Pogba sẽ tránh được cảnh bị dẫm chân bởi ai cũng biết Lingard sở trường là một tiền vệ công. Vị trí đang trở nên khá chật hẹp trong đội hình của MU hiện tại. Ole Gunnar Solskjaer cập nhật tình trạng chấn thương của Martin. Anthony Martin gặp phải chấn thương đầu gối khi làm nghĩa vụ cùng đội tuyển Pháp, khiến anh buộc phải ngồi ngoài ở trận gặp Brighton cuối tuần qua. Ban đầu, trông như tổn thương mà tiền đạo 25 tuổi này gặp phải không quá nghiêm trọng, nhưng sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, đầu gối của Martin bầm tím và vẫn sưng tấy. Solskjaer chia sẻ về tình trạng của cậu học trò. Martin đã bắt đầu quá trình hồi phục. Quả thực nếu cậu ấy có thể trở lại trước khi mùa giải kết thúc, tôi sẽ rất ngạc nhiên. Bản thân tiền đạo người Pháp quyết tâm tái xuất sân cỏ nhanh nhất có thể. Điều quan trọng là mùa giải MU có thể kéo dài đến tháng 5 và ngay sau đó là vòng chung kết Euro 2020. Martin khá thất vọng vì không thể giúp gì cho MU thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cậu ấy đang tập hồi phục chăm chỉ để sớm tìm lại thể trạng tốt nhất. Về trường hợp Rashford, anh cũng liên tục gặp rắc rối về chấn thương quãng thời gian gần đây. Sau khi ghi bàn vào lưới Brighton, Marcus Rashford buồn bã đi tắm sớm vì bị đau. Bruno Fernandes gửi thông điệp cứng rắn đến Man City. Với Bruno Fernandes, đây chưa phải dấu chấm hết cho những hy vọng về một danh hiệu ngoại hạng Anh đầu tiên trong màu áo quỷ đỏ. Phát biểu với Talksport mới đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gửi thông điệp để cứng rắn tới Man City, rằng MU vẫn chưa từ bỏ tham vọng bước lên ngôi vương ở mùa bóng năm nay. Đối với MU, điểm mấu chốt là hoàn thiện xét trên khía cạnh tập thể. Tất nhiên, chúng tôi muốn giành được những danh hiệu, giành được tất cả những gì chúng tôi có trong tay. Dù vậy, chúng tôi không ở đẳng cấp đó trong mùa giải này. Chúng tôi đã thua rất nhiều trận đấu. Chúng tôi đã thua những trận đấu không đáng để thua và mất rất nhiều điểm trên sân nhà. Tôi không nhớ liệu chúng tôi có thua một trận nào tại ngoại hạng Anh hay không, nhưng chúng tôi vẫn đang cải thiện và mùa giải này chưa kết thúc. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm từ nay cho đến cuối mùa giải, cho đến khi không thể vô địch về mặt toán học, bạn phải giữ vững niềm tin. Khi đội bóng thực sự không thể bắt kịp Man City, khi đó tôi sẽ quên đi chiếc vô địch ngoại hạng Anh đi. MU không được đánh giá cao ở giai đoạn đầu mùa nhưng đã có bước tiến thần tốc vào dịp Giáng sinh đầu năm mới. Hồi tháng 1, Quỷ Đỏ từng leo lên ngôi đầu bảng, nhưng chấn thương của các trụ cột như Pogba cùng sự hồi sinh mạnh mẽ của Man City khiến MU dần hụt hơi. Giờ đây, rất khó để MU cạnh tranh cho danh hiệu, nhất là khi quyền tự quyết nằm trong tay kình địch cùng thành phố. Muốn ở lại MU, Van der Beek phải thay đổi tư duy chơi bóng. Donny Van der Beek đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính tại MU, thậm chí đã xuất hiện những thông tin cho rằng tiền vệ này có khả năng ra đi vào cuối mùa. Nếu muốn ở lại câu lạc bộ, ngôi sao Hà Lan cần phải thay đổi tư duy chơi bóng của mình. Gần một năm trôi qua ở xứ sở sương mù, cầu thủ ấy vẫn chưa thể hiện được mọi điều vốn làm nên tên tuổi của mình. 27 lần ra sân trên mọi đấu trường, một bàn thắng cùng một đường kiến tạo là con số quá ít ỏi so với giá trị mà MU mang anh về từ đại diện Hà Lan. Ở một đội bóng có sự cạnh tranh cao như Quỷ Đỏ, phong độ thiếu thuyết phục của Van der Beek rõ ràng là quá khó để anh có suất đá chính tại đội bóng. Nhiều người cho rằng Ole Gunnar Solskjaer đã quá khắt khe với Van der Beek và khiến cơ hội thi đấu của anh hẹp đi nhiều. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì mà cầu thủ người thể hiện trên sân, chưa chắc họ đã có ý kiến như thế đối với vị chiến lược gia người Đầu Y. Hãy nhớ lại trận cầu duyên gần nhất của MU, đó là thất bại 1-3 trước Leicester tại vòng tứ kết FA Cup diễn ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2021. Đó là màn so tài mà Van der Beek đã được trọng dụng ngay từ đầu, song những gì mà anh thể hiện là không thực sự ấn tượng, đặc biệt là vấn đề tư duy chơi bóng. Ở trận đấu ấy, ngoài pha bỏ bóng cho Greenwood lập công cùng đường truyền sáng nước dành cho Anthony Martin ở những phút đầu trận, tiền vệ người Hà Lan không có bất cứ tình huống gây ra sự nguy hiểm cho đối phương. Thậm chí, anh còn khiến các đồng đội và nhiều fan hâm mộ chán nản vì các pha xử lý tối của mình. Tình huống phút 11, Van der Beek nhận bóng từ Fred. Tiền vệ người Brazil ngay lập tức có pha chạy trội thông minh, sẵn sàng cho một pha tấn công. Tuy nhiên, Van der Beek lại làm bất ngờ tất cả khi thực hiện đường truyền về cho Matic, khiến Fred cực kỳ thất vọng. Phút 31, Van der Beek nhận bóng, có đủ thời gian quan sát các đồng đội. Anh đủ thời gian nhìn thấy Pogba đang băng lên sẵn sàng cho một pha phản công, trong khi Greenwood cũng có thừa tốc độ. Dù vậy, thay vì thực hiện đường truyền lên, Van der Beek lại giữ bóng và để cho đối thủ thực hiện các tình huống áp sát. Đến phút 62, MU có tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành Leicester. Martin có bóng và như thường lệ, Van der Beek phải di chuyển không bóng về phía trước để tiền đạo người Pháp có thể thực hiện đường truyền hoặc chỉ ít là thu hút các cầu thủ phòng ngự Leicester, mở ra cơ hội cho người đồng đội. Dù vậy, tiền vệ Hà Lan lại bất ngờ chạy chậm lại, di chuyển sang phía cánh để Martin một mình đấu với ba cầu thủ Leicester đang áp sát. Đó không phải là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay Van der Beek có những pha xử lý tối như thế. Đây là điều mà anh cần phải đặc biệt cải thiện.
với vai trò là một hậu công trong đội hình MU, lẽ dĩ nhiên xôn xao cùng các fan hâm mộ Quỷ Đỏ chờ đợi vào sự sáng tạo, tính đột biến trong cách chơi của tiền vệ người Hà Lan thay vì các pha xử lý rườm rà và không sắc sảo. Van de Beek vẫn nỗ lực trên sân tập nhưng rõ ràng chừng ấy là chưa đủ để anh có thể cạnh tranh suất đá chính khi mà Bruno Fernandes quá xuất sắc. Trước mắt, muốn có cơ hội trụ lại ở MU, tiền vệ người Hà Lan cần phải thay đổi trong tư duy chơi bóng. Ở một câu lạc bộ đòi hỏi cao như Quỷ Đỏ, ở môi trường thi đấu giàu tốc độ nhưng thừa sức mạnh như của bóng đá Anh, Van de Beek cần nhanh hơn, dứt khoát hơn và thông minh hơn để có thể hy vọng về sự đột biến trong đội hình cũng như nét khác biệt ở cách chơi của cầu thủ này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!